Chiến tranh là hiện tượng đã xuất hiện từ lâu, ngay cả trên thế giới và Việt Nam thì cũng không ngoại lệ. Nếu ở Hà Nội dạo qua các con phố như Nguyễn Thái Học, Hàng Bông, Hàng Trống thì bạn sẽ dễ dàng thấy những tác phẩm hội họa nổi tiếng thế giới. Có điều đó đều là phiên bản sao chép. Những bức tranh càng nổi tiếng thì phiên bản sao chép càng nhiều. Câu chuyện tranh giả, tranh nhái, tranh chép tràn lan trên thị trường trong nhiều năm qua đã làm xấu hình ảnh của mỹ thuật Việt Nam và là vấn nạn khiến đau đầu các cơ quan chức năng, buồn lòng giới họa sĩ và rất khó xử lý. Bức tranh Chân dung Cô Kim Anh của họa sĩ Phạm Thành Trương bị thay tên tác giả thành Tạ Tị tại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu. Bức tranh Sơn dầu Hồng môi của họa sĩ Lê Thế Anh cũng bị làm nhái và bày bán công khai, khiến tác giả hết sức bất bình, phản ánh trên mạng xã hội. Từng được Apple vinh danh là một trong 10 nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất thế giới năm 2016, các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hướng Dương luôn lọt vào mắt của giới chép tranh. Đây chỉ là 3 ví dụ trong hàng loạt vụ chép tranh của rất nhiều họa sĩ bị sao chép rồi giao bán công khai hoặc trưng bày triển lãm. Bùi Xuân Phái và các tác phẩm của ông, tiếp đến là Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng và Nguyễn Phan Chánh thuộc nhóm nguy cơ cao nhất về hiện tượng tranh chép. Ngay cả những họa sĩ còn trẻ đương thời cũng là nạn nhân của hiện tượng tranh chép, tranh nhái. Kính thưa quý vị, chỉ cần dành chút thời gian đi dọc trên con đường Nguyễn Thái Học là chúng ta đã có thể dễ dàng tìm mua được một bức tranh chép. Tranh ở đây thì có giá từ khoảng vài triệu đồng, nhiều hơn nữa, nhưng cũng có thể chỉ mua với giá khoảng 500.000 đồng là bạn đã có thể sở hữu một bức tranh với phong cách và chất liệu khác nhau rồi. Thị trường chép tranh có hai hiện tượng. Thứ nhất là sao chép nguyên bản tranh nguyên tác, làm giả để trục lợi từ chép tranh. Một hiện tượng khác là sao chép ý tưởng, phong cách của tranh gốc, có xử lý và làm khác đi so với bản gốc. Đây là hình thức sao chép tinh vi hơn. Nhìn ở góc độ tích cực cho thấy, chép tranh nếu có ý thức đúng đắn và được sự cho phép của tác giả, cũng góp phần quảng bá và đưa những tác phẩm tranh đến gần và phổ biến rộng rãi với công chúng. Trong một số trường hợp, còn mang đến cho tác phẩm những tầng ý nghĩa mới. Các họa sĩ mà đang chép tranh các gallery này thì họ rất yêu quý và họ đã chép thì tôi cũng cảm thấy nó rất thoải mái để cho cái nghệ thuật nó đến công chúng với cái giá tiền để mọi người được thưởng thức. Đối với mình là một người mua tranh thì mình sẽ luôn luôn ưu tiên về mặt giá thành, thứ hai là về chất lượng, thứ ba là tiến độ. Thì về mặt giá thành thì những cái tranh chép và tranh in ý, thì đương nhiên là nó sẽ phù hợp với mình hơn. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, chép tranh nếu vì trục lợi, bất chấp các quy định lại gây ảnh hưởng xấu đến mỹ thuật hội họa Việt Nam. Nhiều họa sĩ bất bình, bức xúc trước hiện tượng tranh chép, tranh nhái tràn lan như hiện nay là sự vi phạm trắng trợn bản quyền tác phẩm hội họa. Song trong thực tế, nhiều họa sĩ vẫn đang lúng túng trong tìm cách xử lý vấn đề bản quyền mỹ thuật. Họa sĩ khi mà trước khi họ làm ra một tác phẩm, họ có sự tư duy, họ có thể gửi gắm thời gian rất là lâu, ví dụ mất 5 năm, 10 năm mới tạo ra một tác phẩm. Nhưng với những người ăn cắp gọi là chép tranh thì họ cần nhìn qua một bức ảnh, họ sẽ chép ra, họ nhân bản ra nhiều bức ảnh khác nhau và bản chất ở đây nó sẽ là làm cho giá trị thật của nghệ sĩ bị mai một. Vâng, thưa quý vị, ranh giới giữa tốt xấu, tối sáng trong hoạt động chép tranh là rất mong manh và cần có cái nhìn đa chiều. Việc chép tranh cần xem xét mục tiêu và đặt vào từng hoàn cảnh và mối quan hệ cụ thể, động cơ của người chép tranh. Tuy nhiên, việc chép tranh thì cần thực hiện tuân thủ những quy định của pháp luật và không nên tràn lan. Các tác phẩm sao chép đạo nhái thiếu đi sự sáng tạo nghệ thuật chân chính thì không bao giờ có sức sống lâu bền. Trong bộ luật dân sự về quyền bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật đã nêu rõ, bản sao chép phải có kích thước lớn hơn hay nhỏ hơn tác phẩm gốc từ 3 cm trở lên. Phải giữ đúng nội dung, hình thức như tác phẩm gốc. Phải có chữ ký của người sao chép dưới chữ ký tác giả. Như vậy, những quy định về bảo hộ quyền tác giả hay bảo hộ tác phẩm mỹ thuật hội họa đã có nền tảng pháp lý rõ ràng, song trong thực tế lại rất khó thực hiện và không triệt để. Làm tranh giả nó làm lẫn lộn những cái giá trị của các tác giả từ Đông Dương cho đến đương đại. Thì đây là cái điều mà thực sự về phía hội nghề nghiệp chúng tôi cũng thấy đây là một cái câu chuyện khó. Bởi vì cái này nó lại thuộc quản lý nhà nước, nó thuộc cái việc mà khi mà chúng ta chỉ mới có nghị định, tức là toàn là dưới luật, nghị định 113 chẳng hạn, thì lâu nay cứ độ một thời gian vài năm lại phải có kịp một cái sự điều chỉnh mới để cho nó phù hợp. Khi mà khách hàng yêu cầu cái
mình vẽ cho họ những bức nào thì mình vẽ theo cho họ cái những cái bức đó, có thể những cái bức tranh của danh họa ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam, thì thường là mình sẽ thay đổi về kích thước cho phù hợp với lại cái nhu cầu trang trí của nhà họ thôi. Như vậy, các chế tài xử lý việc sao chép tranh đã được quy định rõ, nhưng công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực mỹ thuật của Việt Nam còn yếu, thiếu tính cương quyết và gian đe. Việc xử lý nạn chép tranh còn khó do nhiều nguyên nhân. Vấn đề đăng ký bản quyền để bảo vệ tác phẩm của họa sĩ còn bất cập, và thực tế cho thấy yêu cầu thành lập một tổ chức bảo vệ quyền tác giả mỹ thuật hội họa, tương tự như trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Mặt khác, mỗi họa sĩ hãy trách nhiệm với chính tác phẩm của mình, cần có tiếng nói kiên quyết phản ánh và xử lý hiện tượng chép tranh, đạo, nhái tranh như hiện nay. Ở Việt Nam, việc chép tranh dù đã được quy định rõ ràng nhưng quá trình thực hiện các quy định này vẫn còn nhiều lỏng lẻo. Tranh chép không xác định tác giả, người đặt hàng và người chép tranh chỉ là quan hệ cung cầu, chứ không chịu trách nhiệm ràng buộc pháp lý về bản quyền. Đã đến lúc cần lập lại trật tự và tạo sự minh bạch để có một thị trường đích thực cho mỹ thuật Việt Nam, tôn vinh giá trị sáng tạo, cống hiến của các họa sĩ chân chính.